Em ấy xin kính chào tất cả những anh chị cô chú yêu Lan trên mọi miền tổ quốc nha. Sáng hôm nay em ấy sẽ làm một cái clip để chia sẻ với anh chị mình một cái dòng báo mini mà rất được nhiều sự yêu mến của anh chị mình ha. Đây là cái cây mini báo đốm, hoặc có những cô chú anh chị hay gọi là mini đốm. Thì hôm nay nhà em ấy có về hàng cho nên là em ấy sẽ làm lên cái YouTube này để chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi. Thì đây là một cái dòng mini đốm được rất là được lòng người chơi luôn anh chị mình. Cây này thì nó sẽ đốm như thế này, và cái cánh của nó sẽ là cánh sáp, lưỡi của nó sẽ màu hồng nha anh chị mình. Cây này lưỡi của nó sẽ màu hồng và rất là cưng. Dòng này thì mini này thì thân nó khá là cao và to khỏe luôn anh chị mình. Nó khác với cái cây mini đốm cam kia là dòng thân lùn ha. Cây này thì thân rất là to, cao và khỏe. Cây này thì em ý có cây đang hoa để chia sẻ cho anh chị mình cùng sưu tầm, hoặc em ý cũng sẽ có hàng lá để chia sẻ cho anh chị mình luôn. Nếu như mà anh chị nào thích ngắm mặt hoa thì em ý sẽ lựa cây hoa để gửi cho anh chị mình cùng chơi ha. Còn anh chị nào thích cây hàng lá, em ấy sẽ gửi cây hàng lá, và em ấy sẽ chia sẻ với giá là 150.000 một cây mini đốm. Thì thường thường cái cây mini đốm này nó rất là cao và rất là nhiều thân luôn anh chị mình. Cái dòng này thì mình chỉ cần mua một chậu thôi là mình về mình sang qua cái chậu to giùm em ấy ha. Cây này rất là thơm, và dòng này nó sẽ là cánh sáp nè anh chị mình. Cánh sáp có nghĩa là mình chơi rất là bền bông nè, mình chơi được rất là lâu luôn. Cái cây này mà nếu như mình chơi, mình giữ bông thì mình sẽ chơi tầm được một tháng hoa nó mới tàn nha anh chị mình. Bông này là mini báo đốm. Anh chị nào thích sưu tầm mini báo đốm thì anh chị alo cho em ý qua cái số điện thoại 0989214119 nha. Đây là cái cây mini báo đốm đầu tiên em ý sẽ chia sẻ cho anh chị mình. Đây, nó mới nở thì nó sẽ màu đốm lợt như thế này nè anh chị mình. Và dần dần nó nở vài ngày sau thì cái đốm nó sẽ lên đậm như thế này. Nó còn đậm nữa nha anh chị mình ơi. Càng ngày nó sẽ càng đậm. Tiếp theo, cái cây thứ hai em ấy sẽ chia sẻ cho anh chị mình chơi là một trong dòng những cái dòng mini màu đỏ rất là đẹp và rất là xiên bông luôn. Cây này có tên của nó là mini rồng đỏ. Thì cây này em ấy chia sẻ với anh chị mình là 125.000 một cây mini rồng đỏ. Em ấy chia sẻ hàng lá, hoặc anh chị nào thích cây hoa thì em thấy cũng có thể chia sẻ cho cây hoa cho anh chị mình cùng chơi ha. 125.000 một cây mini hàng lá, mua lẻ thì 130.000, mà mua ship từ một cặp thì 125.000 một cây nha anh chị mình. Đó, anh chị nào thích thì alo em ý chốt mini rồng đỏ về chơi. Dòng mini rồng đỏ thì nếu như mà anh chị nào đã từng chơi thì cũng biết nó là một cái cây rất là xiên bông luôn. Cây này phải nói là xiên bông vào thời điểm này thì nó là một cái dòng rất là xiên bông và rất là được lòng người chơi. Dòng mini rồng đỏ này thì nó đẹp cả thân lẫn lá luôn anh chị mình nha. Nếu mà anh chị nào thích cái dòng mini mà lá đẹp luôn, thân đẹp luôn, hoa đẹp luôn thì em nghĩ là cái cây mini rồng đỏ này chính là một trong những cái dạng đó anh chị mình. Nó rất là đẹp và nó cũng là một cái dòng cánh sáp rất là bền nha. Mini rồng đỏ này nó cũng là cánh sáp luôn anh chị mình. Nó cực kỳ đẹp, giá rất là hời cho anh chị mình cùng chơi ha. Cho nên anh chị nào thích siêu tầm cái cây mini rồng đỏ thì anh chị nhớ alo cho em ấy nha. Tiếp theo, cái cây thứ ba em ấy sẽ chia sẻ là một cái cây mini đài. Mini đài này là mini đài hàng sổ nè anh chị mình. Cái này nó đã sổ mặt bông rồi. Cái hàng sổ bữa giờ em mới có bán thì hôm nay nó cũng đã sổ được một cái hoa, thì nó sẽ là một cái màu rõ cực kỳ đẹp và không đụng hàng luôn anh chị mình. Mini đài này sổ ra một cái mặt bông nó rất là đẹp và rất là không đụng hàng nha. Cái này nó thẳng ra nó là hoa trung chứ không phải là mini nữa anh chị mình. 180.000 một chậu. Đây, anh chị nào thích cây hoa thì em mới sẽ chia cây hoa luôn, hoặc em có hàng lá về cho anh chị mình cùng sổ luôn ha. Cái chậu hoa này thì nó khá là nhiều thân luôn. Nói chung mua một cái chậu 180.000 mà được một cái chậu rất là nhiều thân thì về anh chị mình rất là lợi. Cái này mà nói về mình tách chiết á thì phải nói là cực kỳ lợi cho anh chị mình cùng chơi. Một cây như thế này thì nếu mà nói tách chiết thì nó ra phải tầm bèo bèo cũng phải 5-7 hướng. Đó là em ý nói dạng bèo thôi. Ra tầm 5-7 hướng nha, nó rất là nhiều thân. Đa số cái dòng này là em ấy sẽ chia sẻ chậu nhiều thân cho anh chị mình cùng chơi. Những cái này đen là những cái đen này là cái vỏ lụa của nó đó anh chị mình. Có những cây vỏ lụa nó sẽ đen như thế này nè. Mình có thể lột ra mình xem như thế này là nó không sao. Cây vẫn rất đẹp và rất là an toàn luôn ha. Đó, anh chị nào thích sưu tầm cái dòng mini đài sổ này thì alo cho em ấy. Em ấy sẽ chốt đơn và bóc cây cho anh chị mình cùng chơi nha. Đây, nó sổ ra một cái màu đỏ mà phải nói là không đụng hàng luôn anh chị mình. Trước giờ là chưa có cây đài nào sổ ra cái màu đỏ như thế này. Nói chung mẹ đẹp, bố đẹp thì lai ra con em nghĩ thì chắc chắn là sẽ đẹp thôi. Đó.
thân lá đẹp đến thân cả lá, đẹp cả thân lẫn lá luôn nha anh chị mình. Cái này là mã 269. Anh chị nào thích siêu tầm cái dòng sổ đài mã 269 này thì alo em ý sẽ chừa cây cho anh chị mình cùng chơi nha. Tiếp theo em ý sẽ lên một cái cây hàng trồng thuần tại vườn này nữa cho anh chị mình chơi. Sau đây là em ý sẽ lên một cái cây hàng trồng thuần cho anh chị mình cùng chơi. Một cái cây Amaki màu vàng lưỡi đỏ. Nói chung đây là một cái cây huyền thoại luôn anh chị mình. Rất là đẹp và rất là được lòng người chơi ha, màu vàng. Nó cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi luôn. Em ấy sẽ chia sẻ hàng thuần tại vườn cho anh chị mình cùng chơi. Cái này là về mình không cần phải trồng lại nữa, mình chỉ treo lên, mình cho ăn nước, ăn phân thì cây nó sẽ phát triển tốt ha. Tại vì đang tại vườn nhà em ấy thì cây nó đang phát triển và nó cũng đã ấm chậu rồi. Hàng thuần em ấy sẽ trồng trong chậu 16. Bây giờ em ấy sẽ lên cây cho anh chị mình cùng xem. Đây là cái cây Amaki. Em ấy sẽ lên tầm cỡ cây em ấy chia sẻ cho anh chị mình cùng xem nha. Cây em ấy sẽ chia sẻ là nó sẽ tầm như thế này nè anh chị mình. Nó rất là đẹp luôn. Nói chung Amaki này nói về thân lá nè. Anh chị thấy không? Rễ nó đang đi rất là ngon lành luôn. Cây này nó đang phúng rễ ra. Nói chung là tầm này thì mình mua cây về là cây nó đi rất là ok luôn nè anh chị mình. Đó. 160.000 một cây Amaki. Đơn hàng 3 cây trở lên em sẽ bao ship nha. Cái dòng hàng thuần này thì đơn hàng 3 cây trở lên em sẽ bao ship cho anh chị mình cùng chơi. Cứ 3 cây là em sẽ bao ship. Cây rất là đẹp. Măng mầm đang phát triển phơi phới luôn nè anh chị mình. Cây cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi. Đó. Anh chị nào yêu thích thì alo cho em ý nha. Hoặc là nếu như mà mình có Zalo của em ý rồi thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo. Nếu như mà anh chị nào không có thời gian thì mình có thể alo trực tiếp cho em ý luôn. Tiếp theo em ý sẽ lên một cái cây này nữa cho anh chị mình cùng chơi nha. Em ý sẽ lên một cái cây, một cái cây phải nói là đột biến rất là đẹp luôn. Đây là một cái dòng thiên nga nha anh chị mình. Thiên nga đen là hàng đài. Cái cây này thường thường thì nó sẽ cho bông lai rai từ tháng 6 cho tới tháng Tết luôn anh chị. Đó là mùa của nó. Thiên nga đen thì em ấy sẽ chia sẻ với anh chị mình là 250.000 một cây. Đây là cái mặt bông thiên nga đen. Em ấy sẽ nói sơ về cái cây thiên nga này cho anh chị mình cùng siêu tầm. Thiên nga này là một cái dòng thiên nga đen. Nó là một cái cây thiên nga đột biến anh chị. Có nghĩa là nó sẽ có màu đen. Và trong các dòng thiên nga thì thiên nga đen này là một cái cây phải nói là có giá trị cao nhất nha. Còn có thiên nga cam, thiên nga vàng, thiên nga xanh. Nhưng mà hiện tại thì clip này em ấy chỉ làm thiên nga đen cho anh chị mình cùng chơi thôi. Những cái hàng nào độc, hàng nào hiếm thì em ấy sẽ chia sẻ trước cho anh chị mình cùng siêu tầm. Những cái hàng nào mà ít á, em ấy sẽ chia sẻ trước. Dòng này là cánh sáp và bông cực kỳ thơm luôn. Thiên nga này là dòng cánh sáp cực kỳ thơm luôn. Em ấy chia sẻ là 250 một cây, hoa mẫu nở tại vườn nhà em ấy nha. Đây là hoa mẫu nở tại vườn nhà em ấy. Một cái dòng thiên nga đột biến cực kỳ đẹp. Anh chị mà cứ nghe đột biến nè, hay hàng đài nè thì mình tranh thủ mình chơi về siêu tầm về chơi ha. Tại vì những cái dòng này là em ý nói thiệt là không có nhiều để cho mình siêu tầm. Không có nhiều đâu anh chị mình. Đó, anh chị nào thích siêu tầm cái dòng này thì alo cho em ý nha. Đó là cây thiên nga đen, 250.000 một cây. Nó rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Cái cây tiếp theo em ý sẽ chia sẻ cho anh chị là một cái cây màu đỏ. Cây màu đỏ này thì hiện tại nhà em ấy không còn, còn rất là ít hàng để chia sẻ cho anh chị mình ha. Cây màu đỏ này em ấy cũng chia sẻ là hàng thuần luôn. Cây này là Suvana Bahumi Magic. Một cái cây màu đỏ mà phải nói là một màu đỏ nhung rất là đẹp và rất là gắt luôn. Cái cây này thì thân lá nó khá là đẹp anh chị mình. Nói chung là thân lá nó thẳng nè. Màu xanh của nó là một cái màu xanh đen chứ không phải xanh như những cây khác nha. Cây này thì em ấy sẽ chia sẻ với anh chị mình là 150.000 một cây, hàng trồng thuần trong chậu 16. Nói về màu độ, cái độ đỏ của cây này thì chắc không có cây nào, không có cái độ đỏ nào mà đỏ tươi bằng cái cây nào này đâu anh chị mình. Nó sẽ có hai mắt vàng rất là đẹp và cây này là một trong những cái cây dòng đỏ hoa to rất là đẹp luôn. Đó, em ấy sẽ lên cây cho anh chị mình cùng xem. Màu đỏ rất là gắt luôn anh chị mình đó. Em sẽ cho anh chị mình coi rõ cái hoa nở tại nhà em ấy ha. Cái này là cái hình mà hoa mẫu này là nó chỉ nở trong cái chậu thái thôi anh chị, mà hoa nó nở còn đẹp ở đó. Huống chi mà mình trồng thuần thì cây nó sẽ đạt và nó sẽ đẹp hơn nữa nha. Đây em ấy sẽ lên cái cây cho mọi người cùng xem. Cây này là cây Suvana Bahumi Magic.
Đó, thân đẹp cả thân lẫn lá, trồng thuần trong chậu 16. Nếu như mà anh chị, cô chú nào có cây gu màu đỏ này á thì mình nên chơi cái cây này. Một trong những cái, hoặc là những anh chị cô chú nào thích mà đẹp cả thân lẫn lá luôn thì mình nên chơi cái cây này nè anh chị. Măng lên mơn mởn, tốt phơi phới luôn, hàng thuần trong chậu 16. 150.000 một cây, đơn hàng 3 cây em ấy sẽ bao ship cho anh chị mình chơi. Còn nếu 1 tới 2 cây thì anh chị mình chịu ship giùm em ha. Đó, nó rất là đẹp luôn, đẹp cả thân lẫn lá, lá rất là dày luôn nha anh chị mình. Trời ơi, lá nó dày mà nó xanh. Nó bên này, cây này là lá màu xanh đen anh chị mình. Nhưng những cái cây này nè là nó không phải lá màu xanh đen, cái kiểu dạng như thế. Có những cây thì chất diệp lục nó nhiều thì lá nó sẽ xanh đậm, do cái thể trạng chung của cây anh chị, chứ không phải là do mình trồng cái cây mà lá nó vàng như thế này. Không có. Có những cây lá nó sẽ vàng vàng như thế này, và có những cây thì lá nó sẽ xanh đen như thế này. Mà gu anh chị cô chú nào mà thích chơi cái lá xanh đen này thì anh chị alo cho em ý nha. 150.000 một cây hoa màu đỏ. Tiếp theo em ấy sẽ lên một cái cây này nữa cho anh chị mình cùng chơi. Đó. Đây, cho mời mọi em ý mời mọi người ngắm lại cái cây này. Cây này là cây mini rồng đỏ đó anh chị mình. Em ấy sẽ lên một cái cây này cho anh chị mình cùng chơi. Cây này em ý sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi là một cái cây tai quanh chai. Tai quanh chai thì hôm nay nhà em ý chỉ chia sẻ hàng chậu siêu to khổng lồ. Nếu như mà gu của anh chị nào thích chậu siêu to khổng lồ thì mình nên chơi ha. Cái này thì em sẽ chia sẻ là 250 một chậu. Tai quanh chai cực kỳ đẹp luôn. Một cái cây màu cam lưỡi đỏ mắt vàng nha. Cây này là màu cam lưỡi đỏ mắt vàng. Nói chung hôm nay đa số em ý lựa là toàn những cái dòng bông đẹp và đẹp cả thân lẫn lá luôn. Cho nên là anh chị nào thích sưu tầm thì nhớ alo cho em ý nha. Tay quanh chai rất là đẹp và chậu cực kỳ to luôn. Đây là một cái chậu cực kỳ to luôn nè anh chị mình. Cây này thì em ấy sẽ chia sẻ là 250. Nói chung là chậu càng to thì phần lợi thì sẽ về anh chị mình thôi. Cái này là em ý thường thường lấy chậu to về là để em ý tách đó, nhưng mà không có này em ý lấy về thì em ý sẽ bán cho anh chị trước, chứ không này em ý tách ra bán 150 chậu, 150 một chậu thì bình thường. Nhưng mà em ý sẽ bán cho những anh chị mà thích chơi chậu nái là 250 một chậu như thế này. Tai quanh chai nha anh chị ơi, hàng trồng thuần trong chậu 16. Đó, cái dòng này thì thân lá nó khá là to luôn. Nó rất rất là to chứ không phải là khá to nữa anh chị mình. Nó to lắm và lá nó rất là dày nha. Cây này thì lá nó cũng xanh đen luôn nè. Cái dòng này thì lá nó cũng sẽ xanh đen luôn. Anh chị nào yêu thích tai quanh chai thì alo cho em ý nha. Do hôm nay em ý quên đem cái cây vô để gắn cái điện thoại á, cho nên là em ý sẽ phải cầm tay như thế này. Chứ nếu mà có tai cây thì em ý sẽ quay trực tiếp cho anh chị mình cùng xem. Còn không có cây thì em ý không có quay, em ý không có đứng, em ý nói chuyện được. Rồi, em ý sẽ lên một cái cây màu blue này nữa cho anh chị xem. Blue Gold Tone. Blue Gold Tone này em ý sẽ chia sẻ là 150.000 một cây. Anh chị nào đam mê cái dòng blue này thì alo em ý nha. Đây, cây blue này thì em ý sẽ cho anh chị mình cùng xem. Đây là một cái cây Blue Gold Tone. Nó rất là đẹp và rất là đáng chơi. Mâm mằng, mùa này là mưa xuống anh chị mình, cho nên là mâm mằng rễ nó mơn mởn, nó ra nhìn đã lắm, rất là đã. Nhà em mới cho ăn phân luôn, mưa xuống là sẽ cho ăn phân liền đó. 150.000 một cây Blue Gold Tone, đơn hàng 3 cây em ấy sẽ free ship. Còn những anh chị nào mua những cái mặt hàng sale thì em ấy sẽ free ship cho đơn hàng 2 cây. Còn những cái mặt hàng như em ấy làm trong clip này thì đơn hàng em ấy sẽ 3 cây em ấy sẽ bao ship. Đây là cái cây Blue Gold Tone nha, anh chị mình yêu thích thì alo cho em ấy nha. Rồi, cái clip này em ấy làm tới đây, nếu như mà anh chị nào yêu thích cái mặt bông nào thì nhớ alo cho em ấy để em ấy sẽ chốt đơn cho anh chị mình nha. Anh chị mình nhớ đăng ký kênh YouTube cho em ý nè, và chia sẻ kênh YouTube cho em ý nha. Rồi tới lúc mà được 1.000 sub rồi em ý sẽ livestream trực tiếp cho anh chị mình cùng sưu tầm. À, cái cây tiếp theo thì em ý sẽ giới thiệu đó là một cái cây Lucky là Blue Hawaii. Cây này thì không biết sao hoa nó lem nhem quá đẹp luôn, nhưng mà với phát hiện thì nó sẽ sắp tàn rồi. Cây này em ý chia sẻ là 150 một cây hàng lá. Anh chị nào thích cây đan hoa thì em sẽ ý sẽ chia sẻ cái cây đan hoa này luôn nha. 150 một cây, cực kỳ đẹp, lem nhem, rất là cưng luôn, đan hoa luôn nha anh chị mình. Cái này là màu tím lưỡi đỏ đó, nhưng mà cái cây này là không biết sao nó lem nhem như thế này, nó rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà thích cái dòng lem nhem á thì alo em ấy sẽ chốt cho anh chị mình cái cây này nha. Rồi, em ấy xin chào tạm biệt các tất cả các anh chị mình nha.